Xin chào mọi người, đây mình giới thiệu cái mẫu máy tuốt lúa Sàng Dung CL68 nhé. Mẫu này mình chúng ta có thể lắp động cơ xăng hoặc động cơ dầu hoặc motor đều được. Đây cho mọi người nhìn tổng thể của máy, thiết kế rất là nhỏ gọn, con này nhưng mà nó dày dặn nhá. Khung của nó nặng 68 cân. Có cái tai này để khênh này hoặc là chở xe máy đều được. Khi đấy là các bác sẽ tháo rời động cơ ra, không lắp đây để động cơ rời ra, sẽ chở riêng khung và chở riêng động cơ này. Con này là sàng rất là dày dặn nhá. Đây, cái mẫu này thì mình bán nhiều rồi. Nếu mà mọi người có theo dõi kênh Facebook hoặc YouTube của bên mình thì sẽ thấy là bán rất là nhiều. Đây, sàng của nó sàng dày dặn chứ không phải hàng mỏng manh hoặc là giống như cái hàng bên chất lượng thấp hơn nhá. Đây có cái bệ này. Cái bệ này là để đặt bình lúa lên để cho vào tuốt này. Mẫu này thì năng suất của nó sẽ rơi vào 650 kg trên giờ nhá. Bình quân là cứ khoảng 13-15 bao trên giờ. Tính ra nó là 650 cân. Thóc sạch, rơm sạch. Và các clip test thực tế thì trên kênh cũng đã rất là nhiều rồi. Thì lát mình sẽ cho mọi người xem một chút cái tuốt thực tế nó như nào. Đây tổng thể của máy này. Chỗ đây là chỗ ra rơm nhé. Ra rơm ở đây.